vui được gặp lại cả nhà ha. Thì hôm nay Y sẽ chia sẻ cách để mà mình có một cái bình hoa để trong gọi là phòng khách của mình, để mình trang trí nội thất. Cũng giống như là nếu mà nhà mình có tiệc hay gì đó, mình cũng có thể gọi là đơn giản trang trí với cái bình hoa này ha. Thì Y sẽ sử dụng là hoa đồng tiền đỏ. Và lá đệm thì Y sử dụng gọi là lá, đây là lá đuôi chồn nhỏ. Đây là cỏ lan chi. Và Y sử dụng thêm dây thần để quấn ha. Rồi ok, thì đây là cái gọi là cái bình mà Yến sẽ gọi là trang trí cho cái phòng khách nhà Yến. Rồi thì bước đầu tiên là Yến sẽ sử dụng cỏ lan chi ha. Rồi Yến sẽ cuốn nó như thế này nè. Đó. Mình có thể gọi là đi mua mấy cái cục sỏi này nè cho nó đẹp ha. Sẽ bỏ vô đây. Yến tạo hình ở trong đây ha, như thế này. Rồi bước tiếp theo là Yến sẽ bắt đầu là canh cái hàng cỏ đuôi chồn nha. Yến sẽ lựa khoảng vài bông đồng tiền đẹp đẹp xíu. Như đây đi ha. Rồi Yến ướm nè. Rồi. Nó hơi cao đúng không? Không sao hết. Rồi mình bắt chéo như thế này ha. Rồi sau đó Yến sẽ cho cái hàng đuôi chồn này vào. Đây, Yến cho vô đây ha. Rồi chính giữa Yến sẽ sử dụng thêm 3 bông đồng tiền thẳng thẳng nữa. Đây. Rồi, mình chỉnh lại cái hoa của mình ha. Đó. Đây, đây là toàn diện ha. Thì đó. À, mọi người có thể đệm thêm hoa sa lem cũng được không sao. Nhưng mà ở đây chỉ muốn đơn giản thôi. Có nghĩa là mình chỉ sử dụng gọi là cỏ lan chi, rồi đuôi chồn và hoa đồng tiền ha. Đó, và một cái ly như thế này để mình có thể trang trí nội thất nhà mình hen. Rồi đó, với những bước rất là đơn giản thì mình đã có một cái bình hoa đồng tiền để phòng khách của mình ha. Cả nhà chỉ cần gọi là thay nước thường xuyên cho cái này thôi thì cái bình này mình có thể gọi là giữ được cả tuần lễ lận. Rồi chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa đồng tiền để phòng khách này hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.